Ok. Rồi vui chắc rồi. Ta bên nhau từ lúc ấu thơ, lúc nông trong giấc mơ mỗi ngày vẫn lên cùng nhau. Bao bao biết thật là thời gian đã trôi qua từ lúc chúng ta cạnh bên. Chợt một ngày ấy anh gọi tên em và nói. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Maru nha các bạn, FC Maru luôn rồi. Đây là bánh kem mà các bạn FC Maru đã dành cho Sara. Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Cảm ơn tình cảm của các bạn FC dành cho Saru. Chị cũng chúc cho Han Sara ngày càng xinh đẹp hơn, ngày càng thành công hơn trên con đường nghệ thuật. Happy birthday. Rồi, bây giờ thì cái buổi lễ của chúng ta cũng xong rồi. Bây giờ chúng ta hãy chơi tiếp được mọi người. Ok, bây giờ Yuri xin phép được mời 6 bạn nữa lên sân khấu.